Xin chào tất cả các bạn, mình là bạn đời tốt. Hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn bản VDTV4 cho chiếc LG G2 DKM. Và đây là bản VDTV4. Trong bản V4 này có gì mới và đặc biệt thì mình sẽ giới thiệu đến trước là cái giao diện LG G3 trên màn hình home của nó nhé. Đấy, chính là giao diện G3. Và đấy nha, nó trau chuốt, mình trau chuốt đến từng cái icon một như điện thoại này, liên hệ này, nhắn tin này. Nó khác hoàn toàn trên bản V3. Đấy, và đây là bản V4. Và bên trong ngay cả cái này cũng khác, các bạn thấy nhá. Đó là về phần giao diện nha, là có thêm mới về LG G3, còn lại thì các chủ đề vẫn y như bản V3 đấy, mà giao diện LG G3 nó chuẩn hơn, nó đẹp hơn. Và đây là điểm nhấn thứ hai, nó có chiếc bàn phím của LG G3. Đây chính là bàn phím của LG G3 đấy, các bạn thấy không, nó đẹp, nó phẳng từng chi tiết một luôn, quá đẹp cho đội cá lẹp luôn đấy. Này, và bây giờ vào bên trong phần mềm, nó thì có cái phần mềm gì mới, là có tính năng chuyển 2G 3G nhanh luôn trên màn hình này. Đấy, các bạn có thể vào trong này để chuyển 2G 3G, và các cái băng tần của nó các bạn có thể chỉnh được luôn, chọn băng tần các thứ. Đó. Và mình tích hợp luôn tất cả các thứ nha, mình tích hợp luôn BG Box này, rút EX Flooder hoặc là các cái Super Su này đấy, và Lavan Key mình có tích hợp luôn. Như trên này thì các bạn có thể dùng được luôn NFC, chứ không như các bản trước bị lỗi NFC. Đấy, và có thích hợp full rút luôn, có cả Titanium Backup này. Còn mình nói cái gì mới, chính là bàn phím của LG G3. Trong này, đây là bàn phím của LG G3, các bạn có thể kéo nha. Đấy, các bạn có thể tinh chỉnh được các cái phím của LG G3 này, giả sử mình vuốt từ đây lên này, đấy, cho nó đút vào cái đây. Đấy, các bạn thấy hay không? Tùy chọn từng phím một, đấy mình thử nha, còn lại thì các bạn về tự vào. Ở cái tông môn cho nó đấy, tuyệt vời. Và các bạn có thể kéo được độ cao của nó, đây như các bạn nhìn nha. Đấy, xin chào các, quyền lại phát nhé, các bạn, tôi đang quay tại chết, tôi đang quay phim đấy. Và khi các bạn dùng bàn phím này kéo LG G3 thì các bạn có thể vuốt này cho nó to lên này, nhỏ xuống này, bé tẹo như cái cân kẹo luôn đấy, vuốt đây, ui càng vuốt càng trơn nha. Đấy, các bạn thấy chưa, ui ra nước này này, mồ hôi. Đây chính là bàn phím LG G3. Còn bên trong này thì mình tối ưu lại cái thứ nhất nha, là mình cải thiện chất lượng chụp ảnh của LG G2 Docomo, và tốc độ bắt nét nhanh lẫn tốc độ ảnh nó giảm đi độ noise của bức ảnh. Và mình tối ưu lượng pin hơn, pin thì dùng có tốt hơn bản V3 được một chút, nhưng mà chỉ là một chút thôi. Còn lại thì là như nghe nhạc thì mình có tinh chỉnh cho nghe nhạc nó được hay hơn đấy. Về phần tin nhắn thì các bạn có thể nhắn full ký tự. Còn đây là về phần bàn phím liên hệ đấy. Rồi, đó là một vài tính năng mới của bản VDTV4. Bản cái điểm nhấn thứ nhất, mình xin nói lại mấy các điểm nhấn của bản V4 này. Thứ nhất, nó có giao diện phẳng giống y xì đúc 99% của LG G3. Có bàn phím của LG G3, cải thiện pin hơn bản V3. Đấy, cải thiện tốc độ chụp ảnh, bắt nét và chất lượng bức ảnh. Cải thiện tăng tốc luôn cả chất lượng nghe nhạc, chuẩn hơn và tốt hơn. Đấy. Rồi, nếu các bạn cảm thấy clip này hay thì nhớ like và share cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn.